Và ở đây là chợ Hàm Tiến các bạn, ở thành phố Phan Thiết. Mình sẽ quay video phần 31 từ chợ Hàm Tiến này về hướng Vũng Tàu bạn. Sau đó mình về thành phố Hồ Chí Minh, mình về Củ Chi. Của phần đường đi từ Tây Sơn Bình Định về Sài Gòn Củ Chi của gia đình mình. Gia đình mình đi du ký du xuân mà. Gia đình du xuân. Mình đi từ Bình Định, Tây Sơn. Ngay chỗ nhà của Nguyễn Huệ các bạn. Nhà của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Tam Kiệt. Nhà có cây me di sản. Di sản Việt Nam, cây di sản Việt Nam ở trong cái vườn nhà của vua Quang Trung Nguyễn Huệ các bạn. Đây là cái giếng nước của gia đình nhà vua Quang Trung Nguyễn Huệ sử dụng. Ở Tây Sơn Bình Định. Về đến Sài Gòn, mình đi ngã Nha Trang, sau đó ra Đà Lạt. Từ Đà Lạt trở xuống Mũi Né. Sau đó mình ra Vũng Tàu và mình về lại Sài Gòn các bạn. Phần này là phần thứ 31. Từ chợ Hàm Tiến ở thành phố Phan Thiết. Về hướng biển Vũng Tàu. Xin mời tất cả các bạn cô chú anh chị theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Các bạn có xem video nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ hai chồng mình nha các bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube. Kênh thứ nhất là Vợ Chồng Sửa Xe. Và kênh thứ hai là Vợ Chồng Du Ký. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để quay nhiều video tiếp theo về đường xá tại Việt Nam các bạn. Vợ chồng mình đi đến đâu sẽ quay video đến đó, quay trên đường đi để các bạn và cô chú anh chị cùng vợ chồng mình thưởng lãm những cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những cung đường mà vợ chồng mình đi qua. Mỗi nơi có mỗi vẻ đẹp khác nhau. Bây giờ mình đang hướng về biển Vũng Tàu. Mình đang ở biển Phan Thiết và đang chạy về hướng biển Vũng Tàu. Đi đường cặp bờ biển. Bữa nay là mùng 4 Tết Nguyên Đán các bạn. Quý Mão 2023. Gia đình mình gồm hai vợ chồng và hai đứa con gái lớn và đứa gái nhỏ đi du xuân. Con chuẩn bị cái điện thoại của con.
sương mù, mù khói hay mù sương, ngoài biển cũng mù á, tức là sương mù. Sương mù á. Chiều mù sương. Chỗ mà đông người là bãi đá ông địa. Thì đi chỗ nào đông người là bãi đá ông địa. Người ta tập hợp rất là đông. Ở đây hầu như là xe không chạy xăng hay sao, mình kiếm cái xăng không có. Mình chạy rất là xa, không có cái xăng. Ở đây mặt bằng là kinh doanh du lịch hết.
Tây mới phải tháo một địa nữa, phải không? Sống quá trình sống bên này sống nhiều lắm. Chơi không? Mời tắm. Nhiều vô tiên.
mù sương. Giờ mù rồi, ở đây chuẩn bị cũng lạnh. Sương mù. Đi nó giờ ở đây gió lạnh lạnh nè, gió biển á con hiểu không? Có sương mù. Trường thành phố biển Phan Thiết. Chị phụ vô chị chạy thôi. Dạ,
rộng. Chiều mùng 4 Tết. Biển Vũng Tàu
ôm vùng Bình, vùng Bình rất là rộng luôn. Xương cá ông là xương cá ông nha, ốc cá ông voi. Ở đây ngay chỗ nhà trưng bày cốt cá ông ở thành phố Phan Thiết rồi, mình xin kết thúc video tại đây.